What's up anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Đây là cái gì đây ạ? Đây. Đây là cái gì đây anh em? Đây chính là bộ sưu tập xa xỉ tháng 7 năm 2021 với skin Ký Ức Tử Thần của cái vị tướng Benedetta. Đây là cái trang phục thuộc cấp độ Collector anh em nha. Và nếu như chúng ta có thể nhìn kỹ ở đây, Mỡ sẽ để gọi là cái mặt Mỡ bên cạnh em Benedetta cho nó kiểu đấy, anh em thấy Mỡ cả Benedetta nó cũng giống như một đôi ông anh em. Tạm thời dẹp qua cái chuyện đấy đi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cái màn gọi là quay cái con Benedetta này xem sẽ bao nhiêu pha lê cũng như là kim cương. Nhưng nếu anh em nhìn kỹ là anh em có thể thấy là cái giao diện của cái sự kiện này nó đang có một cái chút xíu khác biệt đúng không anh em? Anh em có thể nhìn thấy rất rõ ở đây chúng ta đang thấy được, đó là chúng ta sẽ thấy được một cái giao diện nó hơi là lạ một tí, nhưng về cơ bản thì nó vẫn giống như những cái sự kiện bình thường như cân đường hộp sữa mà thôi. Nếu như mà chúng ta muốn đổi skin chúng ta nhận được, click vào đây anh em thấy không? Chọn một trong ba skin anh em thấy không ạ? Cái nào chưa có thì nó sẽ ghi chưa có, cái nào đã có thì nó sẽ ghi đã có, anh em hiểu không ạ? Anh em có thể tích vào đây này, anh em tích vào đây này. Đó anh em thấy không? Anh em tích vào đây này để mà anh em chọn skin. Ok ạ, chọn xong rồi các anh em xác nhận. Mấy cái này tương tự như thế anh em. Đó, click vào để anh em chọn skin anh em muốn, xác nhận. Đó. Tiếp tục cái này, chọn cái mà anh em muốn có để xác nhận. Bởi vì anh em sẽ quay ra được toàn bộ những cái phần thưởng này khi mà anh em có được cho mình đó là cái skin của Benedetta. Nhưng dĩ nhiên trong cái sự kiện lần này, anh em hoàn toàn có thể có được cho mình đó là chọn Benedetta Khế Ước Tử Thần, hoặc Tu La Hoa của Hanabi, hoặc Chân Mệnh Thiên Tử của Alucard. Những cái skin epic này cũng là những cái skin trong quá khứ anh em nha. Cho nên anh em tùy chọn. Ở trong cái video clip này thì Mỡ đang cần Benedetta Khế Ước Tử Thần thì Mỡ sẽ chọn em nào thôi. Ấn xác nhận để mà lưu lại. Mà còn cái này là Mỡ sẽ chọn này, Mỡ sẽ chọn cái gì đây anh em? Cái này là bụi ma thuật 100.000 thì Mỡ thấy là cái này chắc là với Mỡ là cần hết nhất này. Chọn này. Tiếp đấy là cái khung này. Khung thì về cơ bản là cái khung này Mỡ cũng có hết rồi. Nhưng mà thôi không sao, chọn khung cũng được, có khi mình lại chưa có. Đó. Anh em nhớ cái dương này phải bấm nha. Anh em thấy không? Cái dương này anh em phải bấm này. Đó, click vào cái dương này cái. Đó thì em sẽ có thể nhận được cái này. Mấy cái này ý, anh em có thể nhận daily hàng ngày để mà có được cho mình đó là cái gì anh em? Đó là cái sự tiết kiệm đến từ vé sưu tập xa xỉ. Đó, click vào là em sẽ nhận được. Nhưng mà hên xui mới ra cái đấy thôi anh em ạ. Và anh em còn một cái nữa anh em cần phải quan tâm là ở trong cái phần sự kiện nha, thì nó cũng sẽ có một cái đặc quyền sưu tập xa xỉ ở đây. Anh em thấy không? Nếu như mà anh em nào mà kiểu đăng nhập vào game anh em này, mấy cái phần quà như thế này này anh em phải cần phải lưu ý này. Nạp kim cương này, nạp tổng cộng là mấy cái này ấy. Thật ra ấy, là cái lượng kim cương của Mỡ khi mà Mỡ review nó cũng khá nhiều rồi. Nhưng nếu như mà anh em muốn chắt bóp ấy, hãy lưu ý nhận toàn bộ những cái vé này nha. Bởi vì lưu ý rằng là một cái vé này này nó tương ứng với cả một kim cương đấy anh em ạ. Rồi ok, quay trở lại đối với cái sự kiện lần này thì Mỡ xin được gọi là bỏ cái cam sang cái góc này một chút xíu để mà cho anh em thấy được cái toàn cảnh cái sự kiện này. Chúng ta sẽ cùng gọi là mở một lần để lấy cái giảm 50%, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu đấy anh em nha. Ok, mở này. Mỡ. Đó. Trời, đồ họa nó đã là khác đi rồi anh em. Hãy để Mỡ làm công việc quen thuộc đi, để xem rằng ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có bao nhiêu pha lê của Aurora và bao nhiêu kim cương đã anh em ạ. 43932. Bởi vì anh em lưu ý rằng cái sự kiện lần này chúng ta sẽ tiêu tốn pha lê trước rồi sau đó chúng ta mới đến kim cương nha. Ok, let's get it. Chúng ta sẽ ở đây có đang có tổng cộng là 47.958 cộng với 5 pha lê chúng ta đã xài lúc nãy là 47.963 pha lê, để xem rằng sự kiện này sẽ ngốn của chúng ta hết tổng cộng là thiệt hại bao nhiêu anh em nha. Rồi mở này. Không có lần mở nhiều anh em nhỉ, cái này phải mở lần lượt anh em ạ. Mở thôi. Đó, anh em thấy cái giao diện nó hay chưa? Đó, tiếp này. Đó. Đây, anh em có thể nhìn rất kỹ cái hiệu ứng này, nó vẫn sẽ mở hết phần quà này xong đó đến cái phần quà trung tâm anh em hiểu không? Đó, thêm một lần nữa này. Anh em này thấy không? À đây, nó đến này. Nó đây này. Đó, mấy cái này thì Mỡ có hết rồi. Tiếp này. Mở vào cái này này. Đó, anh em thấy không? Đưa vào trung tâm này. Xoay trong trung tâm này. Và chúng ta có... Trời ơi, cái này cái gì đây anh em? Mở thử luôn. À, ok. Mở tiếp anh em nha. Cái đấy thì mình không cần mở thêm nữa rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với cái mảnh này thì Mỡ có quá nhiều rồi. Ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang tiêu tốn đi cho mình những cái đồng pha lê Aurora anh em nha. Và lúc nãy anh em có thể nhìn thấy Mỡ đang có 4.000 mấy, bây giờ là Mỡ đang có 3.500 rồi. Cái lượng pha lê cũng như là kim cương mà chúng ta tiêu tốn ở trong giai đoạn đầu chúng ta mở ấy sẽ là khá ít, cho nên anh em bắt đầu cảm giác như cái sự kiện này nó bình thường như cân đường hộp sữa đúng không anh em? Nhưng mà phải chờ đến những cái lượt quay cuối cơ, khi mà nó tốn cơ thì lúc đấy bắt đầu mới yêu. Như vậy là Mỡ đã có được cho mình đó là cái skin đầu tiên ở trong cái sự kiện lần này, đó là Gilden Sa Thủ Hoa Hồng. Thì theo thông tin Mỡ nhận được là đây là cái skin special anh em nha. Mỡ đã có được cái skin special khá thơm. Mỡ còn cái này là Elite này, còn cái này là cái skin 269 này, và tiếp theo là cái skin của cái vị tướng Benedetta, anh em lưu ý nha.
xem trước phần thưởng này, mấy cái này là xem trước cái pool phần thưởng có trong sự kiện lần này đấy anh em này. Khá là rõ ràng, một cái sự kiện mà Mỡ thấy có mô tả khá là rõ ràng. Tiếp này, Mỡ này. Mà có Mỡ nghĩ là có lẽ cái sự kiện lần này về cơ bản là Moon Tool có lẽ là tung ra hơi sớm, cho nên cái tiếng hiệu ứng các thứ các kiểu thì nó sẽ không có. Nó không có tiếng hiệu ứng đâu anh em ạ, nó không có tiếng đâu. Bởi vì bình thường Mỡ bật là nó sẽ phải có tiếng, nhưng ở thời điểm hiện tại Mỡ đang không thể có tiếng. Liên tục là đang mở anh em này. Nãy giờ là bây giờ một lần mở là tốn 170 kim cương đấy anh em. Đó, anh em thấy không? Tốn 170 pha lê tương ứng với 170 kim cương. Tiếp này. Đó. Để Mỡ lồng tiếng. Thợ săn biên cảnh đã có anh em. Mà cái skin này Mỡ có rồi, cho nên nó sẽ quy đổi ra mảnh cho anh em ạ. Tiếp này. Những cái lần mà Mỡ quay thì hầu hết là nó toàn ra full vòng anh em ạ. Toàn ra full vòng thôi, chưa có một cái. Ồ, vừa mới nói xong mồm mình thì trời ơi, tôi đang định tưởng là nó ra cho tôi, đó là cái skin Benedetta luôn anh em ơi. Nhưng vừa mới nói là chưa bao giờ thấy ra full vòng, nó ra full luôn các ông ạ. À, quên mất, chưa bao giờ thấy được skip trước thì nó skip luôn các ông ạ. Như vậy bây giờ là Mỡ còn 2 phần quà thôi. Cái khung này là Mỡ không muốn lấy đâu này anh em này. Mà Mỡ muốn lấy skin Benedetta, cười anh em ạ. Tiếp tục nói anh em. Ok, là hy vọng là có thể skip được bao nhiêu hay bấy nhiêu anh em ơi. Tầm này là Mỡ sắp hết đó là cái pha lê rồi. Thôi skip hộ với Mỡ quý, Mỡ yêu. Skip hộ cái. Skip. Skip. Bỏ qua. Bỏ qua. Skip. Cảm giác như Mỡ phải phun vòng lần cuối anh em. Bây giờ mình còn bao nhiêu pha lê nhỉ? 786 pha lê. Cái phát này mà ra Benedetta luôn là sự kiện này Mỡ cực lời luôn. Mỡ cực lời luôn anh em ạ. Nhưng mà không biết nữa, bây giờ chúng ta phải chờ vào cái. Như vậy là Mỡ sẽ phải quay thêm một lần nữa rồi anh em ơi. Mỡ đã nhận toàn bộ những cái phần thưởng đến từ cái sự kiện này rồi. Và bây giờ Mỡ sẽ cần phải có cho mình đó là cái lần mở đến từ Benedetta này cơ anh em ạ. Và chắc chắn là Mỡ sẽ phải tốn kim cương rồi, chứ không thể nào giữ được pha lê của Aurora nữa. Chúng ta sẽ cùng mở lần tiếp theo này. Bắt đầu tốn kim cương anh em nha. Anh em có thể nhìn thấy rất rõ này, 280 kim cương này. Mở này. Mỡ sẽ cần phải kéo cam bé một chút xíu đi nha. Bởi vì cho dù Mỡ có tốn bao nhiêu kim cương đi chăng nữa thì chúng ta sẽ nhận được cái skin của con Benedetta này sớm thôi anh em. Tiếp này anh em. Ở trong lần quay cuối cùng thì chúng ta sẽ có cái con tướng Benedetta luôn anh em ạ. Bắt đầu tốn những cái đồng kim cương đầu tiên rồi anh em ơi. Tiếp này. Hy vọng là sẽ. Trời ơi, như vậy là Mỡ vẫn phải phun vòng để mà có được cho mình đó là cái con Benedetta bằng vàng, bằng BP này đã, rồi sau đó mới đến cái skin. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái lần quay cuối cùng. Mỡ nhận được vé miễn phí đấy anh em này. Đó, anh em thấy không? Tiêu là chúng ta cũng sẽ nhận được vé miễn phí anh em nha. Và khi mà nhận được vé thì nó sẽ vào đâu anh em? Nó sẽ được cộng luôn vào cái góc trên bên này anh em thấy không này? Anh em thấy nó cộng không? Đó, anh em thấy không? Thì khi mà anh em làm những sự kiện khác ý, thì nó sẽ cộng để cho anh em nhận được cái vé này. Một vé tương ứng với một kim cương anh em nha. Và chúng ta sẽ cùng đến với cái lần mở cuối cùng để mà xem cái hiệu ứng đến từ cái trang phục Benedetta khế ước tử thần anh em nha. Let's go! Chắc chắn rồi anh em. Let them come. They will only make my blade sharper. Này, không biết là anh em xem xong cái hiệu ứng của cái con Benedetta khế ước tử thần này như thế nào, nhưng Mỡ cảm giác như là cái hiệu ứng của con này cũng như là cái mấy cái con gọi là quái vật giả giả, nó hơi giống cái skin Valia anh em nhỉ. Nó khá là giống với Valia, anh em nhìn kỹ con Valia nha. Nó sẽ có những cái con quái bằng giấy anh em này. Anh em nhìn kỹ này, nhìn kỹ nha. Humans disposable by design. Đó, anh em thấy không? Mấy cái con quái bằng giấy này anh em này thấy không này? Đấy, mấy con quái bằng hiệu ứng bằng giấy này anh em thấy không? Kiểu giấy giấy này. Nhìn lại nha. Đó, anh em thấy không? Em có thể thấy đúng không? Nó cũng khá là tương đồng đúng không anh em? Mặc dù nó chỉ xuất hiện một chớp nhoáng thôi, nhưng mà cá nhân Mỡ nghĩ nó khá là tương đồng. Và ở trong cái trang phục này thì anh em có thể thấy được tông màu chủ đạo của Benedetta khế ước tử thần khá là giống với cả cái con Benedetta, khá là giống với Valia, cũng tông màu tím. Và cái kiếm của con Benedetta anh em nhìn này, cái kiếm của nó giống như cái kiếm của Hanzo vậy. Cái kiếm này là cái kiếm được phong ấn nha. Và khi muốn rút ra là cái kiếm này nó sẽ, cái bao nó sẽ mở ra để cho cái kiếm được tõe ra. Cái kiếm này nó có linh hồn anh em ơi. Nó có linh hồn mà nó giống như kiểu là một cái thực thể sống vậy anh em ạ. Đó, bên đây ta có cho mình một cái ngoại hình, cái gương mặt thực sự với nó là khá là xinh đấy chứ anh em. Khá là xinh anh em ạ. Một cái mái tóc highlight màu tím. Và chúng ta sẽ cùng đến với hoàn cảnh trong game. Dĩ nhiên ai cần giữ nguyên anh em. Hoàn cảnh trong game anh em nha. Rồi. The feast begins at nightfall.
The feast began at nightfall. Đấy, trái phải trên dưới của em Benedetta này. Đánh thương này. Đó. Nội tại của em ý này. Out of sheath, off the leash. Wow. Tức là khi mà anh em ý giữ nội tại xong, em ý chuẩn bị đủ cái nội tại để anh ý lướt đi, thì em ý sẽ có một cái gì, anh em sẽ có một cái dấu X này. This is merely the beginning of a grand feast. Sẽ có một cái dấu X ở đây để mà em ý có thể gọi là xác nhận rằng là đã đủ để lướt đi được. Đó, này. X một cái. Đó. Đó. Lướt cả. Đó, anh em thấy không? Và đây là chiêu một suất hành trảm anh em này. Đó. Reasons? There are no reasons. Ôi, there is no reason. Ok lao anh em. Hiệu ứng quá tuyệt vời anh em ạ. Rồi, đây là ăn miếng trả miếng anh em này. Always comes at the cost of life. Cái ăn miếng trả miếng này là Benedetta gọi là cho kiếm vào trong bao, xong rồi nó đâm cái bao đấy phía trước anh em nha, chứ không phải đây là nó giữ bao kiếm để nó chọc kiếm đâu anh em ạ. Nó đâm bằng bao kiếm anh em ơi. Đó. 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 Ok là chưa? What is the price they pay? Đây sẽ là Alicto tối thượng này. Clean cut. Mãn án chưa anh em? Cái chiêu của Alecto tối thượng thì sẽ để cao cho anh em nhìn nha. Nè. Xôi. Is in my blade. Mỡ phải nói thật với anh em ý. Mỡ phải nói thật với anh em một điều rằng cái skin Benedetta ở trong cái trang phục collector này nó là quá tuyệt vời và quá đẹp. Không tì vết, và chắc chắn ông nào mà main Benedetta, ông nào mà main Benedetta là chắc chắn sẽ phải khen và mua cái vị tướng này về, mua cái skin của cái vị tướng này về, chứ không thể nào mà chê được anh em ạ. Nó không có một cái điểm gì chê luôn. Hiểu biết về anh em này. Đó, thu kiếm vào trong bao anh em nha. Mà không biết rằng quan điểm của anh em như thế nào sau khi xem hết cái video clip để mà mở review cho anh em về cái hiệu ứng của bộ kỹ năng vị tướng Benedetta này. Đừng quên để lại cho mở một like, đăng ký kênh, và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo như thế này sau nha. Peace.